Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của con Tree Band 2 nha các bạn. Con game này lần trước mình chơi ở phần thứ nhất á, mình thấy cái gameplay cũng khá là hay, cũng khá là cuốn các bạn. Ngoài ra nó có những cái con mà không chỉ riêng là người không đâu, mà có những cái con quái vật, mà có những con zombie nữa các bạn. Thì chơi nó càng ngày mình thấy nó càng giống như là nó cuốn hút mình hơn các bạn. Không chỉ riêng người mình sẽ có thêm quái vật nữa các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 2 và mình sẽ vô mình xem mà mình sẽ nhận cái nhiệm vụ gì tiếp theo nha các bạn. Ok, vào thôi. Bây giờ mình sẽ chọn nhiệm vụ nha các bạn. Ok. Đi thôi nào. Yorick Castle. Ủa, nhảy lên đâu xuống hay vậy ta? Này không có cái gì hết. Không có gì luôn. Súng ngắm mà. Đi thế nào anh em? Cái thư viện à? À. Nó nấp bên trong khó bắn lắm. Phải cho nó đi ra ngoài mới bắn được. Đâu rồi? Nó nấp mẹ nó hết rồi. Nấp này, nấp này. À, cho nó tè xuống mình nấp người nào. Đâu hết rồi. Lúc con mẹ nó hết rồi biết không à. Tẹt đầu ngay. Ngồi xuống thôi, hết rồi. Xuống là chơi cây này hả mấy fan? Mình đắp hả? À, nó đắp rồi, nó đắp lên đây nè. Nấp hộ tao nè, hết hộ tao nè. Nấp hộ tao nè. Trời má nó cũng quen quá, nó bắn mình từng cái thôi. Nó nào la hú dữ vậy? Đi nữa à?
Còn nữa, còn nữa, còn nữa, còn nữa. Chạy đi đâu vậy? Ê má mày nhảy quăng bom. Nó quăng bom mấy ông à. Clear chưa? LZ is clear. Clear ra. 106, drop a smoke for Spectre 2 to land. Hôm nay có thêm nhiệm vụ mới. Lính cảm tử quăng bom. Gì vậy? Cái gì nổi vậy? Gì đây? Sợ gân à? Không có sợ gân đâu. Cầm súng là nhiều đạn hơn chứ. Nó bây giờ đi vô sầu huyệt của tụi nó nè. Nó thằng mặt đã vàng à. Có gì đó đỏ vậy nè. Ê má ơi, thằng chùm đây, thằng chùm đây, thằng chùm đây. À, nó kêu để nó ra kìa, nó kêu để nó ra kìa. Tụi bay ra đây. Tụi bay ra đây. Ra đây, ra đây. Nó vòng vòng bên đây nè. Bắn gần thì sử dụng súng này ok hơn nha. Ở đây. Vô là chỉ có chết thôi. Má này vô nhanh vậy. Còn nào nữa không? Còn ngạt là còn nha. Đây, thấy chưa? Chạy lông thông rồi đây này.
nó bắn tung tóe sắt hết rồi. Súng này hết đạn quá. Thôi là có cầm thêm cái rít này heo á. Ây 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 ây. Ây. À nó bắn ghê vậy. À đợi hết lửa rồi. Thống hộ tao cái. Còn nào nữa không? Còn nhà nào vẫn còn nha. Thôi tôi xếp rồi kìa. À, nó dưới đồng lắm. À, hết đạn cái kia, cái kia hết đạn rồi. Nó dưới đồng lắm. Hên quá chị kịp. Chạy ra mày. Phát đạn à. Tôi nói. Good luck bagging the enforcer 106. À, nó chạy hết trơn rồi. À, kìa, tôi nói dưới đồng lắm, lên lầu thì có ác. À, nó nào.
đầu cái đây. Thấy đóng cửa mở cửa kìa. Mày hả mày? Nghi rồi. Ngồi dậy cái ơi. Con nghi là không có sai đâu. Này ta gọi là tự bóp vớ nè. Tự mình thiêu mình luôn. Cho bom ngon chứ. Lóc à. Ủa lóc hả rồi đi đường nào? Đùa à. Đây nè. Ờ nghe tuyến nghe tuyến nghe tuyến. Ồ thấy căng nhờ. Má nó cầm súng gì ghê vậy? Nó cầm súng gì ghê vậy? Má nó cầm súng gì ghê vậy? Ây da má ơi, tự bóp vớ rồi. À, kia nó cầm cái súng gì ghê lắm mấy fan. Kia đâu rồi? Nó ăn cái bom đi con. Ăn cái bom đi con. Chết chưa? Gì đây? Ủa súng ghê vậy? Có thể lấy súng này không nhỉ? Ghê vậy? 200 viên luôn. À, cho nó ăn cái bơm nó đi luôn với em à. Director, we've got unidentified helo
window's closing in fast. Oh shit, it's Horizon! They're landing everywhere! We'll try to hold them off, but we're going to need backup ASAP! So, yeah. Copy that. All teams fall back to the courtyard. We gotta keep that LZ secure. Affirmative. We're on our way. Come on, you sorry sack of shit. I'm not a child! I can walk on my own! Check your fire. We've got a VIP to look out for. Cover me. Move it. Contact. Everyone get to cover. Oh. Căng nhỉ? Fuck you up, bastard! Dr. Kramer. Secondary objective is to recover his research. Avoid subject 106 at all costs. Ê, cái súng này mạnh đó chứ. Nhưng mà bắn phải có thời gian nó reload. Nó phải quay một hồi nó mới bắn. Đây là hầm gỗ. Chả có gì cả. Này cũng không có gì luôn. Cái cây đạn à. Cây này giống như cái cây M249 vậy. Giống kiểu vậy. Ôi 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 ôi. À đồng đấy. Cho một cái bom. Không nổi không? Quăng bom kìa. Quăng bom kìa. Cứng tú bên kia luôn. Oh. Gì là da tứ tung vậy? À con này là con này. Còn mấy thằng dưới nữa. Ồ nghe tiếng ở đây nè. Phải đi vô đây à. Central, Dr. Kramer spotted. Moving to intercept. Okay, tôi nói dưới à. It's because of. We've got Horizon Black Ops on our tail. We're in the grounds. We'll find a place to hold. Ủa sao nó bắn nhau ta? No, you idiot! Stop there! Other way! This is coming, damn it!
hay là lính của mình. Thấy cái là gì á, mày là tao biết mày ở dưới rồi. Có thằng bên đây nữa nè. Đông lắm, đông lắm, đông lắm. Cái gì vậy? À nhị chùm hay sao ấy? Ồ này tới 4 cái mặt rồi. Hồi nãy kia có một mặt vàng, hồi này tới 4 mặt vàng rồi. Bom có gì không? Spare me the sin of killing another brother. Nghe tiếng thằng nào đây nè. Nghe nào cho đây nè. Nghe tiếng nào trong đây nè. Auto save rồi kìa. Mày đâu nghĩ tao dưới đây đúng không? Tao đi đường vòng thôi. Đâu rồi, đâu rồi. Ồ, bắn gì vậy? Yeah.
đứng bên đây là của mình nè. Này thì quăng bom này, quăng bom này. Còn nữa à? Này nè. Này lớn bên mình. Này lớn bên mình nha. Súng gì vậy? Trời, súng chống lũ à? Ghê thế. À, vô đây, vô đây, vô đây. Chắc vô với cái thằng mặt nạ bốn mặt ấy. Mặt nạ vàng bốn mặt ấy. Mày cứ nói vòng hoài, chả biết nó đâu. Mày coi mày ra đây đi, mày nói hoài vậy. À dưới đây à, mày dưới đây à. Phải, mày lớn hơn mình. À, bắt đầu hơi ghê rồi nha. Đó là hơi ghê rồi nha. Này lớn bên mình. Dagger 3, this is Central. Come in. Do you read? Damn it. If you're reading this rendezvous with Dagger... Đâu đây? Này giống như phim trường nhờ. Này phim trường rồi, cái này là phim trường rồi. À cái nón rồi nè. Video bị hư rồi. Ấy, kìa nó kìa nó kìa, cái thằng mặt vàng bốn mặt kìa. Mày chỉ chỗ cái gì ngon mày xuống đây. Nào. Nào, lên đây. Lên đây bố tiếp. Lính lái ở đâu? Auto xếp ở đó. Đó. Vô. Bắn tứ tung ở dưới kìa.
Mày ngó mày. Ngó mày. Đồng lắm. Cứ đi luôn 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 anh em. Đó, luôn 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 giết thằng thằng. Nó đánh du kích á, mấy không? Giống như xưa quân đội nhân dân Việt Nam muốn du kích vậy. Đó, 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 đó. Đó, thấy không? Còn nào không? À còn cái nè. Ây da. Đâu đấy? Đâu đấy? Đâu đấy? Nấp à? Nốt bà. Đó, súng còn có xíu đạn à. Còn xíu đạn vậy. À súng này biết ghê nè. Đi thôi. Ơi 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 ơi. Mày á mày. Mày á mày. Mày á mày. Ở đây. À mình chơi chiêu à. Chơi chiêu à. Ở đây. Cái chiêu nó không à. Mày á mày. Chơi chiêu với bố mày à. Tao lấy máu, lấy đồ, lấy giáp mà hết rồi.
Ờ, đi tiếp nè. À, súng là ngon đó nhỉ. À, nổ bùm 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 bùm. Ấy. So it's true. You really are just like me. The question is. Mày ngon mày ra đây mày nói nhiều quá. Mà nó mất nó lại biến mất à. Nó lại đi đâu rồi, nó lại đi đâu rồi. Mình thấy cái laser ở đâu nè. Đó, 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 mình vừa thấy cái laser đấy. Phải không? Là gì đây? Ồ, thuốc à? Ồ. Adrenaline à? Gì vậy? À hát là đua à. Uống ngon. Ngon thế. Nhưng mà súng này thực sự rất là ít đạn. À mày đã trốn à. Xuống đây, xuống đây cho du kích thôi. Mày hả mày? Mày hả mày? Xuống cho du kích thôi. Ây da. À, hai cây là bắn đâu đấy, không phải đùa đâu. Chơi đây có rồi, chơi đây có nè. Đâu không? À, hạt đạn ở dưới. Bắn đâu vậy? À đây 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 đây. Đâu còn nào nữa không? Mày hả? Còn nữa không? Đây đây đây. Nghĩ sao vậy, cầm bơm chạy lên người tao. Oh.
Ê, cái trường bắn lộn ấy. Kiếm hai cái súng để cầm. Đấy. Ngon ngay. Cặp này cặp kia. Đi đâu nữa? Đó, bây giờ nó xuống đây để gặp thằng kia này. Má có thù rồi, thấy gì vậy? Đấy. Cầm cặp này tụi bay tuổi gì? Giết hết. Trời ơi mẹ ơi. Trang bị vũ khí này rồi chuẩn bị gặp chùm chắc luôn. Ok, spread. Để này vô nó bớt giật nha. Ok, ở đây có vô. Để chắc có cái khô nha. À, súng dày thôi tụi bay chịu nổi. Ở sao đây cháy hết rồi. À bên đây à, bên đây à. À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Đau không? Mày hả mày? Did you see someone there? Sao nổi? Lính cảnh tử à. Chết cha hết đạn rồi. Ây da. Thank you.
đúng không? Quỷ kia đâu? Này này này, nghe tiếng rồi. Nó cho nó chơi bom. À, đừng đứng có bắn một canh bên đây nè. À, đầu đấy. Ây da, đâu vậy? Dạ, dạ. À, tao bắn lén không à. Gặp chùm chưa? Đó. Vô gặp anh trai. Cho anh trai mấy quả lưu đạn à. À, anh trai đẹp trai chưa? Today is a day of grieving. Mày là thằng người anh thứ hai mà tao phải giết. À, giết được giết nha con. Qua đây à, anh trai. Ở đâu? À, mà kêu đệ tử mày ra nữa à.
À. Ăn chế bơm ngon không? Hồng thế. Không phải ngon lên đây. Chết bà còn hết đạn rồi. Kia mà lên đây. Ây da. À này khá đấy. Té đầu. Chỉ có vậy thôi. Sao mà sống nổi. À con trai. Phá hủy cái dòng xoay à. Ok, vậy là cuối cùng cũng đã xong cái nhiệm vụ lâu đài bị cướp gì ấy. Và nó chơi về nhà an toàn, đúng không à? Ok. Hôm nay chắc chơi tới đây nữa rồi. Cuối cùng là mình cũng đã giết được cái thằng mặt nạ 4 mặt các bạn. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn ha. Và xem video thứ hai á, ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.